Xin chào, đã quay trở lại với Apple Channel, lại là mình đây. Hôm nay thì mình đang có đây là một chiếc tai nghe đến từ thương hiệu Defun và muốn giới thiệu đến tất cả các bạn. Và nếu bạn nào chưa biết thì thương hiệu Defun là một thương hiệu thuộc đất nước Thụy Điển các bạn ạ. Chính vậy thì mình cũng yên tâm về chất lượng của những chiếc tai nghe đến từ thị trường châu Âu là như vậy. Và ngoài ra thì với chiếc tai nghe Defun này, hiện tại thì nó đang có mức giá rất tốt. Mức giá bán ra của nó là 1.590.000 đồng. Tuy nhiên thì trong đợt pre-order mở bán lần này, các bạn có thể mua được chiếc tai nghe này với mức giá siêu rẻ chỉ là 590.000 đồng mà thôi. Và chương trình này thì áp dụng tại Lazada, các bạn có thể là click vào đường link của mô tả video để có thể đặt hàng sớm sản phẩm này nhé. Ngoài ra thì sau 2 ngày trải nghiệm thì mình thấy rằng là với chiếc tai nghe này nó rất phù hợp với anh em game thủ. Tại sao mình lại nói như vậy thì chúng ta cùng nhau bắt đầu video để tìm hiểu về tai nghe Defun True Go này nhé. Đầu tiên thì đây chính là vỏ cây của chiếc tai nghe Defun True Go của mình. Nó sẽ có một cái form dáng nó gần giống so với chiếc AirPods 2 mình đang sử dụng. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi to một chút, nó giống với lại cái cây của chiếc AirPods 2 hơn. Và phiên bản mình đang có đó chính là phiên bản màu trắng. Hiện tại thì chỉ còn phiên bản màu trắng thôi. Nếu bạn nào đặt sớm thì chúng ta sẽ có phiên bản màu đen cũng như là phiên bản màu đỏ, nhìn khá là đẹp. Đấy, thì cái phần vỏ cây này thì nó sẽ được làm từ chất liệu nhựa thôi. Và cái nhựa này thì nó sẽ được phủ lên một cái lớp sần cho cảm giác sờ khá là mềm mịn. Đây là một trong những điểm mình khá là thích, tại vì với vỏ cây của chiếc AirPods 2 mình đang sử dụng này, sau một thời gian dài thì mặc dù mình đã đeo cây nhưng mà nó vẫn rất dễ bị bong tróc rồi xước các thứ, nhìn khá là xấu. Nhưng chính vậy thì mình cũng không thích những cái vỏ cây bóng lắm. Với chiếc tai nghe Defun True Go này thì vỏ cây nhám của nó cũng là một trong những lợi thế của cái sản phẩm này. Ngoài ra thì về phần hoàn thiện của các sản phẩm Defun True Go thì mình thấy rằng nó cũng hoàn thiện ở cái mức trung bình khá thôi. Khi mở nắp ra thì bạn sẽ thấy được hai chiếc tai nghe ở bên trong. Tuy nhiên thì cái phần bản lề của cái sản phẩm này thì mình thấy rằng là nó sẽ không được chắc chắn, không được cứng cáp cho lắm. Và cái phần nam châm của nó thì hít cực kỳ mạnh các bạn ạ. Đây, đấy, mình chỉ để một nửa thôi là nó tự hít rồi. Đó. Như vậy nó sẽ đảm bảo rằng là chiếc tai nghe của chúng ta ở bên trong không bao giờ bị rơi ra được. Đấy, ở mặt trước bạn sẽ có logo của Defun này. Chúng ta sẽ có 4 đèn LED thông báo trạng thái pin ở bên trong, lần lượt là 25, 50, 75 và 100%. Và bên dưới thì bạn sẽ có vị trí của cổng sạc Type-C. Đây là một trong những điểm rất là đáng tiền, tại vì đa số những chiếc tai nghe True Wireless có mức giá rẻ dưới 1 triệu ấy thì nó chỉ sử dụng cho mình cái cổng micro USB mà thôi. Đây là một cái tiêu chuẩn khá là cũ rồi. Chính vậy thì với USB-C thì nó sẽ phù hợp với những chiếc điện thoại mới hơn. Các bạn không cần phải mang nhiều cổng sạc cùng một lúc. Rồi, thế thì phụ kiện bên trong của cái sản phẩm Defun True Go này thì nó có thật là nhiều hay không? Thực ra thì đây là một cái mẫu tai nghe dạng earbud. Chính vậy thì cái phụ kiện bên trong của nó không có là gì là nhiều các bạn ạ. Các bạn chỉ có một cái cọng cáp sạc duy nhất mà thôi. Và cái vỏ cây bên trong chúng ta sẽ có hai cái phần housing như thế này. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ rút hai cái phần housing như thế này ra để có thể là review cho bạn nhé. Rút ra khá là đơn giản, và hai cái phần housing của chúng ta kết nối với phần vỏ cây này bằng nam châm. Đó. Các bạn để vào thì nó sẽ tự động hút và tự động kết nối sạc. Và khi mình lấy ra thì mình thấy rằng là thiết kế hai phần housing này nó rất giống so với hai cái phần housing của chiếc tai nghe AirPods. Tuy nhiên thì bạn có thể thấy rằng là chiếc tai nghe này chúng ta sẽ có hai màu sắc cũng như là hai khu vực khác nhau. Ví dụ như ở bên trên thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế được làm từ chất liệu nhựa này, nhưng mà nó sẽ được phủ lên một cái lớp mờ mờ tương tự như là cái phần vỏ cây. Còn cái phần bên dưới thì nó sẽ được làm bóng và có logo Defun này. Chúng ta sẽ có dòng chữ left và right, trái phải, cho bạn có thể dễ dàng phân biệt. Ngoài ra thì cái phần ear tip của cái sản phẩm tai nghe Defun True Go này nó sẽ có thiết kế hơi lạ hơn so với AirPods. Khi AirPods chúng ta sẽ được làm từ chất liệu nhựa cứng hoàn toàn, còn với sản phẩm này thì nó sẽ làm từ chất liệu đó chính là silicone, cho khả năng co giãn cũng như khi đeo vào tai ấy, thì chúng ta sẽ không có bị đeo tai, cũng như là nó sẽ cách âm tốt hơn so với tai nghe AirPods. Cùng với đó thì các bạn có thể thấy rằng là với sản phẩm Defun True Go này, chúng ta sẽ có một cái phần G ở phía trên, và đặc biệt là cái phần G này khi mình đeo vào tai thì mình thấy rằng nó sẽ giúp nó tăng phần chắc chắn hơn trong những hoạt động tập luyện thể thao cũng như là di chuyển của anh em. Mình đã có test rồi, và chạy xe máy thì với chiếc tai nghe này nó không thể nào rơi ra được. Đấy, ở phần trong thì chúng ta sẽ có driver loa, và driver loa như mình thấy thì theo hãng công bố nó sẽ có cái kích thước là 14mm, và với kích thước 14mm trên một chiếc tai nghe True Wireless thì nó quá trời là to các bạn ạ. Và với cái kích thước driver loa như này thì nó sẽ cho một cái âm lượng âm thanh nó cực kỳ là lớn. Rồi, ở mặt trong thì chúng ta sẽ có vị trí của khe thoát âm này. Ở mặt ngoài thì chúng ta vẫn có hình dấu cộng của khe thoát âm. Chúng ta sẽ có vị trí của mic phụ, và ở bên dưới thì bạn sẽ có vị trí của cái jack sạc ra. Đó chính là về thiết kế của phần housing này. Bây giờ thì mình sẽ nói về phần kết nối cũng như là những cái tính năng của em nó nhé. Kết nối thì với chiếc tai nghe Defun True Go này, kết nối của nó rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc mở nắp thì nó sẽ tự động pair, và các bạn chạy lên thiết bị như là điện thoại, máy tính hoặc bất kỳ những thiết bị nào các bạn muốn để có thể kết nối với chiếc tai nghe này. Ví dụ như ở đây mình sử dụng với một chiếc iPhone thì mình chỉ việc lên chiếc iPhone, bật Bluetooth và kết nối với lại chiếc tai nghe Defun True Go là được. Đấy, cách kết nối của chiếc tai nghe này thì nó cực kỳ đơn giản và khá là dễ dàng, và nó sẽ sử dụng cho mình công nghệ Bluetooth 5.0 cho cái độ trễ khá là ít.
Rồi, và sau khi kết nối xong thì chúng ta có thể là thao tác và sử dụng được những cái chức năng của chiếc tai nghe này. Ví dụ như các bạn chạm một lần ở mỗi bên tai cái phần cảm ứng ở phía trên thì nó sẽ tạm ngừng cũng như phát bài. Chạm hai lần bên trái thì nó sẽ là chuyển qua bài trước, chạm hai lần bên phải thì nó sẽ là chuyển tiếp bài sau. Và chúng ta chạm 3 lần thì nó sẽ tiến hành gọi trợ lý ảo Siri hoặc Google Assistant tùy vào cái điện thoại các bạn đang sử dụng. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ nói về cái khả năng gaming của em nó nhé. Và như bạn đã biết thì với những chiếc tai nghe True Wireless ngoài thị trường ấy, thường thì nó sẽ có độ trễ khi kết nối là rất là cao, đâu đó tầm 0,5 giây, có nhiều tai nghe còn lên đến là cả giây. Chính vậy thì nó sẽ không phù hợp cho khả năng gaming. Tuy nhiên thì khi mình trải nghiệm với chiếc Defan True Go này cộng với lại chiếc iPhone của mình thì mình thấy rằng là cái độ trễ của nó cực kỳ là thấp. Và khi mình chơi với tựa game như là PUBG Mobile thì mình gần như là cái độ trễ của nó rất ít, tầm 0,1, 0,2 giây thôi. Chính vậy thì mình cũng có thể xác định hướng trái phải trước sau cùng lúc và có thể là giúp anh em chiến game một cách tốt nhất được. Bây giờ thì mình sẽ cho bạn xem qua cái độ trễ của nó bằng cách là mình sẽ tiến hành thao tác bắn và thao tác phản hồi trên cái phần loa của cái sản phẩm Defan True Go này nhé. Đó, và như vậy thì bạn có thể rằng là với sản phẩm Defan True Go này thì đây là một chiếc tai nghe có độ trễ thấp và nó sẽ phù hợp với khả năng gaming của chúng ta. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói về phần chất âm đi. Thì với chiếc tai nghe này thì mình đánh giá rất cao ở cái phần âm lượng. Âm lượng của chiếc tai nghe này nó cực kỳ là lớn. Nếu như so với AirPods 2 của mình thì cái âm lượng của chiếc tai nghe này nó gần như là gấp đôi luôn, ăn đứt mọi chiếc tai nghe True Wireless khi có âm lượng gần như là không có đối thủ nào có thể sánh bằng. Thông thường thì mình nghe trên AirPods 2 mình nghe tầm 70-80%, nhưng mà sau khi chuyển qua chiếc tai nghe Defan True Go này mình chỉ dám bật âm lượng tầm 40% thôi, tại vì lên 50-60% thì nó gần như là quá cái tai của mình rồi. Chính vậy thì nếu bạn nào là một người thích nghe nhạc to hoặc là các bạn đã quen với những chiếc tai nghe có âm lượng lớn rồi thì Defan True Go là một trong những lựa chọn rất là tốt cho các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến phần chất âm. Chất âm của chiếc tai nghe Defan True Go thì mình thấy rằng là chi tiết âm thanh của nó khá là ổn trong cái phân khúc giá 500k. Âm bass, treble, mid chúng ta đều có đủ. Bass của con này thì đập mạnh, lực nhưng mà nó không xuống sâu cho lắm. Nó kiểu như hơi bị nông một chút. Còn âm treble thì mình thấy rằng là âm treble của con này nó sáng, tuy nhiên thì nó sẽ hơi lẹm vào cái phần giải mid. Cá nhân mình đánh giá thì mình sẽ đánh giá giải bass là tầm 8 điểm, còn giải treble nó sẽ tầm 7 điểm và giải mid của con này thì nó sẽ tầm 7,5 cho đến là 7 điểm. Đó, nói chung là về phần chất âm thì mình thấy rằng là chiếc tai nghe này nó hoàn toàn xứng đáng với mức giá 590.000 đồng. Còn nếu như mức giá tầm 1,5 triệu thì chắc chắn mình sẽ không mua chiếc tai nghe này, đó là điều mình khẳng định luôn. Và bây giờ thì mình sẽ nói sang phần dung lượng pin đi. Thì nếu như bạn sử dụng chiếc Defan True Go này cộng với phần đốc sạc thì chúng ta sẽ có thể là kéo dài thời gian sử dụng liên tục lên đến là 14 giờ, thì mình thấy rằng là với dung lượng pin này nó khá là trâu rồi. Và nếu bạn nào sử dụng một chiếc tai solo như này thôi thì chúng ta chỉ sử dụng được tầm đâu đó là tầm 2,5 đến 3 giờ. Đây là thời gian sử dụng trung bình của những tai chiếc tai nghe True Wireless, tại vì có thiết kế nhỏ chính vậy thì nó sẽ không được tích hợp viên pin to lắm. Rồi, như vậy thì mình cũng đã kết thúc video đánh giá về sản phẩm Defan True Go. Thì theo mình thấy rằng là với sản phẩm Defan True Go này, nếu như nó bán ở cái phân khúc giá tầm 1,590.000 đồng thì chúng ta sẽ có rất nhiều sự lựa chọn thay thế đến từ phân cổ, đến từ Xiaomi chẳng hạn. Nhưng nếu như đó bán với phân khúc giá là 590.000 đồng, bạn có thể pre-order tại Lazada, thì đây gần như là một trong những chiếc tai nghe True Wireless nó đáng mua nhất và nó siêu rẻ trong cái phân khúc giá đó. Nó mang lại những gì mà mình thấy rằng là nó đáng đồng tiền bát gạo. Thôi, các bạn nghĩ gì về chiếc Defan True Go này? Và liệu đang có mức giá đâu đó là tầm 600.000 đồng thì các bạn có chọn em nó hay không? Các bạn đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét ở dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.